Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì như các bạn đã biết, Mercedes-Benz Việt Nam vừa tung ra hai cái phiên bản cho chiếc xe GLC All-New phiên bản 2023. Thì đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic. Thì ngày hôm nay Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic phiên bản 2023 này nó có khác gì và vượt trội hơn so với phiên bản 2022, 2021 không? Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ đó nha. GLC 200 Formatic của chúng ta có phần thiết kế đầu xe nó gần như là khác hoàn toàn so với lại phiên bản trước đây, bởi vì đây là cái phiên bản all new, bản phiên bản mới hoàn toàn, thì hầu như nhà sản xuất sẽ không giữ lại bất kỳ một cái điểm nào giống như một cái phiên bản trước đó nữa ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là nước tản nhiệt của chúng ta bây giờ nó có một kích thước to hơn so với lại cái phiên bản trước đây đó. Các bạn sẽ thấy là cái phần nước tản nhiệt bây giờ nó được sẽ kéo dài qua tới phần cái đèn xe luôn, cho nên là về phần đèn xe chúng ta sẽ thấy là sẽ liền mạch với lại cái nước tản nhiệt này, để làm cho các chiếc xe của chúng ta thêm một cái phần thể thao và cá tính hơn, cũng như là làm cho cái phần đầu xe của chúng ta bây giờ nhìn thấy nó sẽ to hơn cũng như là bề thế hơn rất là nhiều so với lại phiên bản trước đây đó. Thì lưới tản nhiệt của chiếc xe GLC 200 Formatic này thì được sử dụng là lưới tản nhiệt là một nan, vẫn là những cái sọt đứng như thế này đó. Thì các bạn thấy những cái sọt đứng này nó sẽ giống như những chiếc xe nào bạn, rất là giống như những cái chiếc xe AMG hiệu suất cao các bạn ha. Ở đây nó có chi tiết này, thì thực ra đây là không phải là cái camera 360 độ các bạn. Đây là một cái điểm mà Duy thấy là nó sẽ khác so với phiên bản trước đây. Đối với phiên 2021, 2022 thì GLC 200 Formatic của chúng ta thì sử dụng cái camera 360 độ ha. Thì đối với phiên bản này thì chỉ còn cái camera lùi thôi. Đó, thì đây là một cái điểm cũng hơi rất tiếc trên cái chiếc xe GLC 200 Formatic này. Đó, nhưng bù lại thì một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem cái chiếc xe của chúng ta nó có thêm rất là nhiều những cái tính năng, những cái tính năng hỗ trợ lái rất là hay ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái đèn pha của chúng ta vẫn là cái đèn LED High Performance, vẫn sử dụng cái công nghệ đèn LED giống như cái phiên bản trước đây, nó cũng sẽ không có nâng cấp gì hết, cũng như là cái phiên bản 2023 này thì các bạn sẽ thấy là cái đèn xe được thiết kế lại thôi ha. Nhưng mà về phần công nghệ của cái đèn thì nó vẫn như trước đây. Thì Duy nghĩ là với cái đèn pha LED High Performance này thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường ở thành phố các bạn. Thực chất là nếu mà cái đèn pha mà Digital Light trên chiếc xe GLC 300 bạn thì nó có rất là nhiều những tính năng, nhưng đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường cao tốc, hoặc là những cái đoạn đường thiếu ánh sáng đèn đường hoặc những cái đoạn đường khác nhau thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được cái đèn pha Digital Light đó. Đó, còn nếu mà chúng ta đi trên thành phố không bạn thì thật ra là với cái đèn LED High Performance này quá đủ cho chúng ta để chúng ta sử dụng rồi. Đèn pha của chúng ta cực kỳ sáng luôn ha. Bộ mâm xe của chiếc xe GLC 300 này làm cho chúng ta thấy rất giống như là những cái bộ mâm của AMG ha các bạn, với những cái thiết kế là đa năng cũng như là bên ngoài để lộ mặt nhôm và bên trong sơn cái màu xám chì ha, nhìn nó rất là thể thao và cá tính. Thực sự đây là một cái bộ mâm mà Duy rất là thích luôn. Đó, với kích thước lớp của GLC 200 Formatic hiện tại bây giờ là 235/55R19. Mâm xe của chúng ta là mâm 19 inch và lớp xe của chúng ta là lớp Continental. À, đây là một cái thương hiệu lớp cũng rất là nổi tiếng. Thì Continental thì nổi tiếng bởi cái sự êm ái các bạn. Xe của chúng ta thì nó sẽ êm hơn so với những cái lớp xe khác ha. Hệ thống treo xe của chiếc xe GLC 200 Formatic này là hệ thống treo thích ứng, có nghĩa là nó sẽ thành là một hệ thống treo rất là êm ái trên những cái dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Các bạn sẽ thấy là gương xe của chiếc xe GLC 200 Formatic hoặc là GLC 300 phiên bản All-New này thì cụm gương của chúng ta sẽ được gắn lên trên cái cửa, làm cho chiếc xe của chúng ta tăng thêm phần thể thao và cá tính. Thì trước đây thì cái cụm gương của chúng ta sẽ được đặt ở cái vị trí này các bạn. Thì đối với cái thiết kế mà đặt cái cụm gương ở trên cửa như thế này các bạn, thì làm cho chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta nhìn bên hông các bạn thì tạo cho chiếc xe của chúng ta thêm một cái phần mà cá tính ha, rất là duyên trên cái phần mà bên hông của chiếc xe này. Thì thực sự với những cái cụm gương mà đặt trên cái cửa như thế này các bạn, thì các bạn sẽ rất là khó thấy trên những cái mẫu xe Mercedes-Benz thông thường. Chúng ta sẽ thường thấy trên những cái mẫu xe AMG, những cái mẫu xe hiệu suất cao hoặc là những cái mẫu xe Dream Car của Mercedes-Benz. GLC 200 Formatic của chúng ta thì các bạn sẽ thấy ở khu vực tay nắm cửa nè, nó có một chi tiết up chrome. Đó thì đồng nghĩa với lại GLC 200 Formatic của chúng ta sử dụng hệ thống lóc cửa, khóa cửa thông minh Keyless Go các bạn. Thì đây là một cái chi tiết mà với cái phiên bản 2021, 2022 thì vẫn có ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là cái bệ bước của chiếc xe GLC 200 Formatic bây giờ nó cũng sẽ khác so với lại cái phiên bản trước đây. Trước đây thì các bạn sẽ thấy là cái bệ bước nó sẽ to từ trước ra sau bằng nhau, nhưng mà đối với phiên bản mới này thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này bây giờ nó có một cái bệ bước nó rất là nhỏ ha.
và kéo dài ở phía sau nó sẽ to hơn, để mà khi mà chúng ta bước từ trên xe xuống bàn thì thói quen của chúng ta sẽ bước thẳng xuống đất luôn, cho nên là không có bị dơ cái ống quần giống như là cái phiên bản trước đây nữa ha. Về phần đuôi xe của chiếc xe GLC 200 Formatic phiên bản All New này thì các bạn cũng sẽ thấy là được thiết kế mềm mại hơn cũng như là điệu đà hơn so với lại cái phiên bản trước đây. Các bạn sẽ thấy là đặc trưng là cái cụm đèn pha bây giờ sẽ được thiết kế như thế này, bạn sẽ được vuốt nhỏ lại ha, kéo dài từ bên sang bên phải luôn. Và cái điểm nói giữa đèn này là cái chi tiết ốp nhựa màu đen bóng ha, thì cả với cái mà sơn màu đen các bạn sẽ thấy là không có nổi lắm ở cái phần mà ốp nhựa này, nhưng mà nếu mà chiếc xe của chúng ta là màu trắng các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái này nó được sẽ tương phản và nổi hơn ha, làm cho cái xe của chúng ta nó nhìn nó cũng rất là hấp dẫn. Với hệ thống chìm động Formatic này thì cũng đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đây là một cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian rất là nổi tiếng của Mercedes-Benz. Với cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian này thì giúp cho chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường xấu các bạn, nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với lại nếu chiếc xe GLC của chúng ta chỉ sử dụng một cầu sao thôi. Đó thì với cái phiên bản 200 Formatic này các bạn thì có thể nói đây là một cái phiên bản mà được rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm, và với mức giá của nó cũng phù hợp hơn rất là nhiều, cũng như là tiết kiệm hơn khoảng 500 triệu so với lại chiếc xe GLC 300 ha. Bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem. Thì phần về phần cốp xe thì chiếc xe GLC của chúng ta thì có một cái kích thước cốp xe nó có thể nói là rộng nhất trong cái phân khúc luôn, và sẽ rộng hơn so với lại cái phiên bản trước đây nữa. Đó, khi mà chúng ta để đồ những cái chuyến hành trình mà hoặc là chúng ta đi du lịch các bạn thì chúng ta có thể để được khoảng tầm gì nghĩ là 4 cái vali lớn ha. Đó, 4 cái vali lớn luôn, cho nên là rất là thoải mái cho chúng ta. Đó, GLC 200 Formatic của chúng ta hoặc là GLC 300 cũng vẫn được trang bị cái nút gập ghế bằng điện ha, cũng giống như so với phiên bản trước đây thôi. Đây là một cái tính năng cũng thôi nó là tiêu chuẩn. Bây giờ Duy sẽ mở cái khu vực ở dưới này cho các bạn xem. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái lớp xe dự phòng ha. Đây là một cái lớp xe đã được bơm sẵn rồi. Đó. Hầu như là ở khu vực này thì chỉ có mỗi cái cốp xe cũng như là những cái dụng cụ mà để chúng ta thay lớp xe thôi. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong nội thất của chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta. Thì đây là một cái thiết kế có thể nói là mới nhất, cũng như là gần đây những cái chiếc xe Mercedes-Benz đều được thiết kế theo cái phong cách này các bạn. Đây là một cái thiết kế tối giản. Các bạn sẽ thấy rất là ít những cái nút bấm, và hầu như là chúng ta khi mà chúng ta điều khiển một cái tính năng gì thì hầu như là chúng ta sẽ điều khiển trên cái màn hình trung tâm ở giữa này các bạn. Với cái màn hình cảm ứng cũng như là ít cái nút bấm á, thì chúng ta sẽ khó xài hơn so với lại cái những cái phiên bản trước đây là được hầu như là trang bị tất cả những cái nút bấm ở bên ngoài. Chúng ta cần gì chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhanh và rất tiện lợi. Nhưng mà như thấy các bạn thì Mercedes-Benz họ đã tính toán và họ đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Hầu như là khi mà chúng ta lái xe, ngoài việc là chúng ta tập trung, chúng ta lái xe, chúng ta vào số, còn lại chúng ta đều không có điều chỉnh bất kỳ những cái gì nhiều nữa hết. Hoặc là chúng ta có thể là tăng giảm volume của nhạc hoặc là điều chỉnh máy lạnh thôi. Cho nên cái việc mà Mercedes-Benz tối giản cho cái không gian nội thất này cũng như là hạn chế nút bấm, nó cũng là một cái mà Duy nghĩ nó rất là hợp lý, chứ không có gì gọi là khó sử dụng hết các bạn. Hiện tại bây giờ thì chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta được nâng cấp rất là nhiều những cái tính năng hỗ trợ lái an toàn, chẳng hạn như là các tính năng hỗ trợ cảnh báo bị mù chủ động nè các bạn. Thì để với tính năng này thì Duy thấy là gần đây là có thể nói là tiêu chuẩn của Mercedes-Benz, và với tính năng mà cảnh báo bị mù chủ động này thì giúp cho chúng ta có thể là nhìn quan sát được những cái chiếc xe đang lưu thông ở bên cạnh của chúng ta một cách an toàn ha. Tiếp theo là cái hệ thống phanh chủ động giúp cho chúng ta là an toàn hơn khi mà chúng ta lái xe ha. Và một tính năng nữa là tính năng cảnh báo lệch làn đường. Đây là một cái tính năng cũng có thể nói là rất là phù hợp khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường cao tốc hoặc là những cái đoạn đường ở ngoài quốc lộ các bạn. Với ba cái tính năng vừa rồi Duy nói các bạn thì thật sự là khi mà chúng ta đi trong thành phố thì có thể là nó sẽ không phù hợp lắm, nhưng khi mà chúng ta lái trên những cái đoạn đường tốc độ cao hoặc là đoạn đường cao tốc á, thì các bạn mới thấy được giá trị của ba cái tính năng hệ thống an toàn này. Chi tiết táp lô này hiện tại bây giờ ốp bằng một chất liệu gỗ màu đen các bạn, cũng như là có những cái sọc nhôm như thế này, thì gợi nhớ cho chúng ta thấy rất là giống như những mẫu xe nào các bạn. Rất là giống như trên những cái chiếc xe Maybach của chúng ta ha. Đây là một cái chi tiết mà Duy thấy là gần đây
các anh chị khách hàng khi đến xem cái chiếc xe GLC 200 Formatic này rất là thích ở cái điểm này. Những cái hốc gió máy lạnh của chúng ta nó giống như những cái tuabin và bây giờ nó có đèn ở bên trong luôn. Đó thì không gian nội thất của chiếc xe GLC 200 Formatic này khi mà chúng ta đi về đêm các bạn thì tạo cho chúng ta một cái sự thư giãn ha, rất là thoải mái. Và chúng ta có thể điều chỉnh những cái màu sắc trong cái phần nội thất này tới tổng cộng là 64 màu ha, rất là đa dạng luôn. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết rất là ốp rất là giống như carbon, nhưng mà nó không phải các bạn, đây là cái chi tiết ốp sợi kim loại ha, nó rất là thể thao, rất là cá tính ha. Khu vực này thì chúng ta có một cái chi tiết là sạc điện thoại không dây, một cái USB-C ở trong này. Thì với cái USB-C này thì chúng ta có thể kết nối qua tính năng là Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có hai cái USB để cho chúng ta sạc điện thoại của chúng ta đầy đủ hết. Về phần nội thất thì xe GLC 200 Formatic chúng ta sẽ có hai cái rửa phần nội thất, đây là cái phần nội thất màu nâu nè các bạn, hoặc là một cái nội thất nữa là full đen hết hoàn toàn luôn, thì cũng giống như chiếc xe C-Class hiện tại bây giờ. Thông thường các bạn thì nhà sản xuất thường họ sản xuất một cái chiếc xe mà càng về sau các bạn thì thường nâng cái kích thước, càng về sau thì kích thước của chiếc xe của chúng ta nó cũng sẽ càng dài hơn, càng rộng hơn. Thì chiếc xe GLC 200 Formatic này cũng vậy các bạn, nó sẽ dài hơn cũng như rộng hơn so với lại cái phiên bản trước đây, nó cũng không nhiều nhưng đảm bảo cho cái không gian của bên trong của chiếc xe nó tối ưu nhất có thể, đồng nghĩa với việc là cái trần xe của chúng ta cũng cảm thấy là nó sẽ rộng hơn, thoáng hơn, cao hơn nè. Đó, ngoài ra thì khi mà cái ghế của chúng ta ngồi, cái khu vực để chân này nó cũng sẽ rộng rãi hơn. Các bạn sẽ thấy ở đây cũng có một cái chi tiết để tựa tay nè ha, chúng ta có thể là để được hai cái ly, bây giờ nó sẽ được gấp gọn ra như thế này luôn. Cái ghế thì ngồi này thì bây giờ hiện tại như thấy nó có cảm giác là ôm vào người hơn so với lại cái phiên bản trước đây. GLC thì đối với phiên bản 2021-2022 thì chúng ta cũng sẽ chỉnh cái gió máy lạnh từ ở chung với khu phía trước các bạn, chúng ta sẽ không có chỉnh riêng ha. Thì đây là một cái chi tiết mà như thấy là vẫn có chưa có sự điều chỉnh cho cái phần mà nâng cấp của phiên bản 2023 này. Về phần nội thất thì như thấy là với chiếc xe GLC 200 Formatic này nó rất là đầy đủ để cho chúng ta sử dụng và đảm bảo một cái sự thoải mái nhất định. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở khu vực ở kính phía sau này bạn, hiện tại bây giờ là kính màu đen ha, tối màu. Đó, đây là một cái kính mà cách nhiệt ra khoảng xạ tia hồng ngoại, giúp cho cái người ngồi ở bên trong xe lúc nào cũng có thể là mát mẻ nhất có thể. Nhưng mà như thấy là hầu như các anh chị khách hàng mà mua xe ở bên dưới bạn thì hầu như ai cũng trang bị thêm cái phim cách nhiệt nữa, cho nên là chúng ta có thể là bảo vệ thêm một lần nữa thì hầu như là nó quá là tuyệt vời luôn. Và đây là động cơ của chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta các bạn. Thì đây là một cái động cơ 2.0 sử dụng cái công nghệ là mild hybrid, có nghĩa là hybrid nhẹ, các bạn nói đơn giản cho các bạn dễ hiểu đó, là hybrid nhẹ. Nó sử dụng một cái motor điện 48V kết hợp với động cơ 2.0 với cái công suất là 204 mã lực này, thì giúp cho các chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta tăng tốc từ 0 đến 100 km/h thì chỉ mất hơn khoảng 6 giây thôi ha. Thì thật ra với cái chi tiết mà tăng tốc như thế này thì Duy nghĩ cũng không có quá nhiều những anh chị khách hàng quan tâm, mà anh chị khách hàng sẽ quan tâm nhiều hơn ở cái sự tiện nghi vận hành. Bởi vì là chiếc xe GLC 200 Formatic của chúng ta hiện tại bây giờ sử dụng một cái công nghệ cách âm mới các bạn, thì rất là giống trên những cái chiếc xe S-Class hoặc là Maybach đó. Và nhà sản xuất sử dụng một cái chất liệu nó gọi là foam bạc. Foam thì các bạn hình dung nó giống như là xốp ha, được sẽ bơm vào trong cái khung sườn của chiếc xe, làm cho cái phần cách âm của chiếc xe này hiện tại bây giờ khi mà các bạn lái, các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ cách âm rất là tốt luôn, rất là tốt. Và điển hình là hiện tại trên chiếc xe C-Class bên Di cũng có cái công nghệ này, cho nên là các anh chị các bạn mà có thể là muốn trải nghiệm cái dòng xe GLC 200 Formatic bên Di vẫn chưa có, nhưng các bạn có thể trải nghiệm qua cái dòng xe C-Class ha, thì các anh chị các bạn sẽ thấy được cái điều này. Ok, bây giờ Di sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe GLC 200 Formatic hoặc là GLC 300 Formatic All-New này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.